cuộc sống phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cùng chính tâm này, cùng chính tâm này, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Sống đi vào cuộc sống phiền não điệp chung, phiền não điệp chung, thong tay vào chợ ung dung, mới hay tâm cảnh tựu chung ở mình cũng là cảnh đó, cũng là cảnh đó, cũng chính tâm này, cũng chính tâm này. Thì đại ngộ, mê thì vô minh. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Phật xưa đâu khác chúng sanh, tùy tâm nghiệp truyền từ sanh niết bàn. Khi tâm chưa ra, khi tâm chưa ra, chỉ thấy muộn phiền, chỉ thấy muộn phiền. Đến khi chợt tỉnh cơn mê, mới hay đắc đạo nhất như tâm này. Tâm đạt bên giác, tâm đạt bên giác, chẳng còn phân biệt, chẳng còn phân biệt, còn đâu phân biệt mình người, còn đâu bia ngục vô dư niết bàn. Bồ đề đích thị trần gian, đồng không ngoài tình cám vàng không ai. Bồ đề đích thị trần gian, tình thì đại ngộ, mê thì vô minh. Tình thì đại ngộ, mê thì vô minh.
Phật. Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào tất cả đại chúng đang có mặt tại thiền viện và các huynh đệ có mặt ở trong Zoom, cùng tất cả quý vị có duyên sẽ nghe được bài giảng hôm nay vào ngày mùng 1 Tết tại Thiền viện Vũ U. Năm nay là năm Tân Sửu, chính là cái con vật tượng trưng là con trâu. Trước khi đi vào những lời được chư Phật, chư Tổ nhắc nhở về năm con trâu, thì chúng ta cũng tìm hiểu phần đầu, tìm hiểu về cái con trâu. Vốn là một người bạn gắn bó với tuổi thơ của trẻ em ở nông thôn Việt Nam từ nhiều đời. Vì nước Việt Nam là một nước nông nghiệp. Và khi tìm hiểu thêm về nguồn gốc và ý nghĩa loài vật này, chúng ta sẽ thấy vài điều rất là tế nhị mà chúng ta nếu không biết được cũng là đáng tiếc. Và cái phần giới thiệu này chúng tôi lấy từ phần tổng hợp của tác giả Mimo. Khi mà nói về nguồn gốc của con trâu á, thì con trâu được phân làm hai loài. Một loài sống ở châu Á và một loài sống ở châu Âu. Đây cũng là một điều đặc biệt, tại vì chúng ta biết con trâu của Việt Nam thôi, chính là con trâu của châu Á. Và ở châu Á chiếm 95% tổng số trâu ở trên thế giới. Và phân nửa của số trâu đó, có nghĩa là 45%, là sống ở Ấn Độ. Chúng ta thường nghĩ ở Ấn Độ là con bò ha, hóa ra được giới thiệu trong tài liệu này là con trâu. Và con trâu đã xuất hiện khoảng 20 triệu năm về trước. 20 triệu năm. Đó, những cái tài liệu khoa học cho chúng ta một cái nhìn rộng theo chiều dài lịch sử. Loài trâu ở Việt Nam có tổ tiên là trâu rừng đầm lầy và đã được thuần hóa. Thuần hóa có nghĩa là sao? Nó không còn hung hăng, nó sẽ gần gũi với loài người. Và thay vì là một con vật nguy hiểm thì nó là những người bạn trợ giúp cho loài người. Con trâu sẽ giúp loài người làm nhiều công việc đồng áng. Và chúng được sinh ra ở vùng Đông Nam Á nhiệt đới, hiện nay vẫn còn tồn tại ở miền Trung Việt Nam. Theo chúng tôi thì các miền chắc vẫn còn, nhưng mà sau này đi vào vấn đề công nghiệp hóa, thành ra máy móc có thể thay thế một phần sự hiện diện của loài trâu. Một câu chuyện vui kể rằng
con trâu đó nó là một vị tiên ở trên trời, thì đây là một chuyện truyền thuyết, nó mang tính chất vui ở trong nhân gian. Và cái vị tiên đó có tên là Ngưu Thần. Ngưu là trâu, thần trâu. Thì Ngọc Hoàng đã phân công Ngưu Thần giữ chức vụ quan trọng trong đời sống của nhân gian, phụ trách việc sản xuất ra lương thực nuôi sống con người và luôn cả thú vật trên dương trần nữa. Ngưu Thần có nhiệm vụ rất là quan trọng, cung cấp lương thực cho người và thú vật. Và Ngưu Thần rất là chăm chỉ, lầm lũi làm việc, không quản ngại, cực nhọc. Tính tình thì điềm đạm, không rượu chè, say xỉn, không thích ăn đồ cao lương mỹ vị, mà thức ăn đơn giản là gì? Là cỏ, là rơm khô, vân vân. Và thú tiêu khiển duy nhất của Ngưu Thần là mê nghe đàn bầu. Nghe mê đàn bầu. Và một hôm khi Ngọc Hoàng thấy loài người ngày càng đông đúc, sống chen chúc mà chỉ sống bằng săn bắt và hái quả thì không đủ ăn, cho nên Ngọc Hoàng mới là khởi lòng thương loài người, sai Ngưu Thần trao cho 2 thúng hạt giống. Một thúng màu vàng á, là thúng lúa, hạt giống lúa. Và một sẽ đem gieo ở trên đồng bằng lưu vực các sông lớn để phát triển lương thực cho loài người. Còn một thúng màu xám thì là cái gì? Là hạt giống cỏ. Đem gieo ở đâu? Gieo ở bình nguyên ven đồi núi để các thú rừng có thức ăn. Đó cái tâm của những vị có trách nhiệm. Ở đây là Ngọc Hoàng là một vị vua quản lý hết thế gian này, thì đã có cái tấm lòng như vậy và cử cho vị quan là Ngưu Thần làm việc này. Trước khi Ngưu Thần xuống trần gian, ông tổ chức một đêm từ biệt, nên suốt đêm Ngưu Thần vểnh tai nghe các nghệ tiên, không phải nghệ nhân mà nghệ tiên, những vị đàn đó là những vị tiên đang trình diễn đàn bầu. Và đến khi tiếng gọi mặt trời ló dạng, ông mới giật mình và vội cắp 2 cái thúng hạt giống bay xuống trần gian để làm bổn phận của mình. Thì chính vì trong lúc vội vàng như vậy, ông chưa tỉnh táo, rồi còn có tiếng gió vù vù bên tai nữa, khiến đầu óc của vị thần trâu này không có tỉnh. Cho nên vừa đáp xuống một ngọn núi, ông nghĩ mãi, cũng suy nghĩ, nhưng mà không nhớ được là thúng nào là thúng lúa giống và thúng nào là thúng hạt giống cỏ. Thế là ông liền quảnh tù tì hên xui, và bên nào thắng thì đem gieo xuống đồng bằng. Thì cuối cùng trò chơi của ông khiến cho ông đã đem một thúng bay xuống đồng bằng gieo vải ra, và thúng còn lại ông gieo quanh đồi núi. Và ông đã nhớ lộn cái lời dặn dò của Ngọc Hoàng. Kết quả là cỏ mọc đầy đồng. Còn lúa mà gieo ở trên đồi núi đất cao thì sao? Nó thiếu nước, nó èo uột, không trổ được, không trổ bông được. Cho nên cả người và vật đều đói khổ, tiếng kêu thấu trời. Thế là dĩ nhiên bị phạt. Cái vị thần Ngưu Thần đó bị phạt, giáng xuống trần làm một con vật, phải gặm hết cỏ mới được phục chức. Nhưng mà cỏ thì mọc sao? Rất nhanh, mọc hoài. Và nên
con trâu này có cái bụng to như trống đình làng, có cái mõm dài hàm rộng để mà nhai cỏ. Đó thì câu chuyện vui kể như vậy. Người Trần thấy con vợ cứ lầm lũi kiên nhẫn gặm cỏ, muốn giúp nó một tay để trừ cỏ. Sẵn trâu to lớn có sức khỏe nên đề nghị trâu kéo cày vỡ đất cấy lúa để mà bù cho cái tội. Lúa gieo ở trên miền núi, ở vùng đồng bằng vẫn nghèo đói nè, thì trâu sẽ giúp công sức vào. Và trâu được người giúp mới nhăn răng cười ngất, đến rớt cả hàm răng mà không biết. Cho nên con trâu có đặc tính là không có răng. Mà không có hàm răng vì tai trâu còn vương vấn tiếng đàn bầu, hóa ra nghểnh ngãng nên bị nói là đàn bầu đem gãy tai trâu. Đó, thì đó là những câu chuyện vui liên quan tới con trâu. Và giờ này chúng ta tìm hiểu thêm về đặc điểm của con vật này. Nó có một cái đặc điểm cuối cùng chúng tôi cũng thấy hay hay. Trong 12 con giáp thì con trâu đứng hàng thứ mấy? Xin quý vị cùng làm việc, giơ ngón tay lên trả lời. Đứng hàng thứ 2 sau cái con chuột mà chúng ta vừa tiễn biệt đêm hôm qua. Năm nay là năm của con trâu. Tại sao nó đứng sau con chuột? Vì nó phải nhỏ hơn con chuột không? Không, không có bé nhỏ hơn con chuột. Nhưng mà vì chậm chạp cho nên đứng xếp hàng đó, thì nó đi sau con chuột và được Ngọc Hoàng xếp cái ngôi vị thứ hai. Đó. Thưa đại chúng, rồi bây giờ đến con trâu có đặc điểm gì nữa? Con trâu có đặc điểm gì nữa đây? Con trâu nha, nó có những điều thú vị sau đây. Thứ nhất là con trâu rất là giỏi thích nghi. Con trâu có khả năng thích nghi với môi trường rất là tốt. Đặc tính này chúng ta cũng tập trong năm nay nha. Có sức chịu đựng với bệnh tật. Hôm nay chúng ta cũng đang có một hoàn cảnh để mà thể hiện cái tính thích nghi. Trong mùa đại dịch chúng ta phải sống như thế nào, tổ chức như thế nào. Bên cạnh cái trí tuệ giới hạn của mình thì chúng ta có một cái lực lượng, các vị chuyên môn đã nghiên cứu để đề nghị những cách mà bảo vệ cho chúng ta thích nghi trong hoàn cảnh dịch bệnh lây lan hôm nay. Thí dụ đeo khẩu trang. Chúng tôi nhớ có 4 điều được nhấn mạnh. Thứ nhất, đeo khẩu trang. Thứ nhì là giãn cách, có nghĩa là giữ khoảng cách, không đến gần nhiều để tránh lây. Thứ ba là rửa tay. Và thứ tư là tránh vấn đề mà dùng cái tay của mình mà chạm vào mắt của mình. Thì đại khái 4 điều căn bản chúng ta cố gắng giữ gìn để trợ duyên cho cái việc trong cái môi trường lây nhiễm chúng ta không bị nguy hiểm. Và ngoài ra giữ sức khỏe. Và kế đến để trợ duyên thì chính phủ cũng cho trợ duyên cho vaccine chích ngừa, thuốc chích ngừa được thành tựu tốt đẹp. Và hôm nay đang có những chương trình để mà phục vụ cho dân ở trong mỗi đất nước. Và ở Hoa Kỳ, người già được ưu tiên trước. Những vị có nghề chuyên môn làm ở trong bệnh viện tiếp xúc với bệnh nhân cũng được ưu tiên để giữ gìn sức khỏe, được chích ngừa trước. Những vị lớn tuổi và hôm nay cỡ khoảng tuổi 65, mới đầu là trên 65 và hôm nay là 65 tuổi.
đang được lần được thứ lớp để chích ngừa, để làm cho một cái tập thể của chúng ta có một cái sức miễn nhiễm, rồi từ đó nếu một người khỏe mà những người khác không khỏe cũng ảnh hưởng lây lan. Cho nên đây là một cái chương trình phục vụ nhân loại rất là nặng nề, chứ không phải đơn giản. Chưa kể giữa các nước mà có cái sự qua lại lẫn nhau, thì vấn đề sức khỏe an toàn này còn trợ duyên vấn đề cách ly ở tại phi trường, cách ly khi rời khỏi phi trường. Thì tất cả những điều này để giúp cho vấn đề thích nghi trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID lây lan. Con trâu nó có sức chịu đựng với bệnh tật, cũng như có thể sống tốt trong điều kiện khó khăn và thích nghi tốt với khí hậu nóng ấm. Cái da của trâu thì sao? Da rất dày, đen bóng với bộ lông mao bao phủ lấy toàn thân. Còn đuôi con trâu thì sao? Đuôi dài hay phe phẩy qua lại để đuổi ruồi muỗi. Thưa đại chúng, tới đây rồi chúng ta hãy nhìn về phước đức của mình. Nếu chung quanh chúng ta là ruồi là muỗi mà chúng ta không được bảo vệ thì sao? Trên cái mặt cảm thọ không dễ chịu đâu. Nếu lúc nào cũng bay vo ve con ruồi, bay vo ve con muỗi. Ở Hoa Kỳ chúng tôi thấy sự tổ chức về những cái đường ống cống, cống rãnh tốt, cho nên cũng giới hạn muỗi mọc. Những nơi mà có nước thì thấy người dân nuôi thêm vài con cá để không có lăng quăng, để mà không sinh muỗi ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân loại. Ruồi cũng vậy, vệ sinh kỹ sẽ tránh ruồi sinh sản. Thì những điều này nếu chúng ta không có được cái phước đức tốt như loài vật, chúng ta hãy khởi lòng thương chúng sanh đó. Trong đó có chân tâm Phật tánh không? Có. Nhưng vì trong cuộc sống không sống được với cái cội nguồn an lạc thanh tịnh, cho nên không tạo được những nghiệp lành. Dù ai cũng có nhân chi sơ tánh bản thiện, thì con vật ban đầu cũng có tánh thiện. Nhưng mà trong khi tạo nghiệp thì vì những cái nghiệp báo đó mà sinh vào một cái loài vật có nhiều điều kiện khổ đau. Thì nhắc lại, cái đuôi là để đuổi ruồi muỗi. Và hai tay thì sao? Dài và thính, giúp nó có thể nghe được mọi thứ. Tại sao mình biết con trâu biết nghe? Khi kêu đó, cái người mà điều khiển cái con trâu đó, đi cài đó, biểu quẹo trái, quẹo phải thì có ngôn ngữ của nó, chứ không phải biểu quẹo phải, nó nghe nó không biết, phải nói tiếng của nó. Hình như ngọ hay gì đó, chúng tôi lâu ngày cũng quên. Con nói trong micro, nói đúng ngôn ngữ của nó. Nó giống như qua Mỹ mà nói quẹo phải, đâu có ai biết, mà phải là right, right gì? Left, right, bên phải, bên trái. Còn nói bên phải, bên trái, Mỹ cũng không được, hiểu, không hiểu. Vậy con trâu thì ngôn ngữ là sao? Dạ, mô Phật, kính bạch sư phụ, con nhớ hồi nhỏ con nhớ là người ta kêu bằng dí rồi thá. Dí rồi thá đó, nó nghe nó hiểu, và cái người điều khiển nó cũng phải học ngôn ngữ của nó, cho nên sẽ biết cách nói để nó hiểu. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ biết con trâu này là động vật nhai lại, nghĩa là sao? Có những loài vật cũng phải ăn một lần mà xong, ăn rồi khi rảnh á cái bắt đầu cho nó đi ra nhai lại. Thức ăn của con trâu chủ yếu là cỏ trên các cánh đồng,
hay các cây cỏ khô như cây lạc, cây lúa, lúa khô, và cây lạc là cây đậu phộng khô, là thức ăn của trâu. Tới đây mình thấy phước duyên của mình không? Phải thấy phước duyên của chúng ta. Một lần nữa chúng tôi khuyên đại chúng, trong thời gian gần đây chúng ta học nhiều về nghiệp, và nhất là trong mùa đại dịch lây nhiễm này, thì mạng sống có bảo đảm là lây nhiễm không có vấn đề không? Không. Có khi lây nhiễm mà cơ thể chúng ta yếu, có khi phải chết. Và chết rồi thì sao? Thì chúng ta sẽ tái sanh, hay nói là hóa sanh, theo nghiệp của mình. Theo nghiệp của mình. Cho nên nghiệp là một vấn đề chúng ta phải rất cẩn thận để mà trong hiện tại mình an vui. Và đó chính là một cái tài sản cho mình khi từ giả thế gian này. Một câu trong Nguyên Sơn Cảnh Sách dạy rằng: do nghiệp trói buộc mà thọ thân, không khỏi phù nghiệp hệ thọ thân, là do nghiệp trói buộc mà mình mới có cái thân tiếp tục. Và cái thân này nó sẽ ở cảnh giới nào? Một cảnh giới văn minh phước đức hay một cảnh giới khổ đau kém phước? Nó tùy thuộc nơi nghiệp của mình, chứ không có ai thiên vị cả. Chính mình quyết định. Nếu làm những cái việc tham sân si, sẽ sanh về cảnh giới khổ đau của ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Điều kiện để sanh về cõi người là giữ năm giới. Và cõi người mà có nhiều phước duyên thì phải làm sao? Phải triển khai 10 giới trong cuộc sống. Nhưng dĩ nhiên 10 giới nếu còn ở cõi người thì 10 giới này thực hành chưa trọn vẹn. Và nếu trọn vẹn thì sinh về cõi trời dục giới, cũng có nhiều phước đức, tuổi thọ dài nhưng mà có giới hạn, chừng khoảng 500 năm thôi. Nhưng nếu tu thiền, tứ thiền thì sinh về cõi trời sắc giới, và tu tứ không sanh về cõi trời vô sắc giới. Tuổi thọ và những điều kiện tiện nghi rất là thượng diệu. Tuy vậy vẫn bị luân hồi sanh tử. Cho nên Đức Phật không có khuyên đệ tử của mình hướng về cõi trời, mà luôn luôn chư Phật đều chọn cõi người là cái nơi để tiến tu. Vì cõi người không đến nỗi quá khổ cho nên có thể tu được. Nhưng mà sướng rồi đôi khi buông lung thì lại bị khổ để được nhắc nhở. Và tuổi thọ không ngắn quá và cũng không dài quá là một nơi lý tưởng để tu. Và mười phương chư Phật hầu như đều thành Phật ở cõi người. Cho nên nếu quý vị ở cõi người mà than thở chưa tu được thì chúng ta nên tự nhắc nhở mình. Thưa đại chúng, thức ăn của con trâu là cỏ. Cái này có phải nhân quả không? Nó kết hợp với nhân quả mà rải cỏ lộn đó, ở đồng bằng đó. Hay cây cỏ khô như cây lạc, cây lúa. Cây lạc là đậu phộng. Sau khi lấy cái hột đậu phộng rồi để ép dầu để làm thức ăn, thì cái cây đó không phải bỏ đâu. Một là nhà nông sẽ quay lại làm phân. Hai là để khô làm thức ăn cho các loài như trâu, bò, ngựa, vẫn là ăn cỏ khô. Con trâu là loài động vật dạ dày có 4 túi, là một loài động vật nhai lại. Nó không có hàm răng trên thôi nha, chứ hàm răng dưới thì nó có. Điều này có thể lý giải vì sao trâu phải nhai lại thức ăn. Mà chúng ta thường nghe trong câu chuyện cổ tích Việt Nam,
trí khôn của ta đây. À, nhà có kể về cái sự kiện này. À, thì thưa quý vị, chúng tôi tới đây thì chỉ xin nói thêm một vài đặc tính nữa là con trâu á, là một loài động vật đơn thai, cho nên chỉ đẻ từ 1 đến 2 lứa, và mỗi lứa chỉ đẻ một con thôi. À. Và khi trâu mẹ sẽ nuôi con bằng cái gì? Đó, tới đây thì nhiều khi nó là bạn ở gần chúng ta, nhưng mà sữa gì? Sữa trâu. Đó, trâu mẹ cũng nuôi con bằng sữa của mình, chính là sữa trâu. Thường thường ở Việt Nam thì uống sữa bò hay uống sữa trâu? Sữa bò. Nhưng ở đâu trên trái đất này uống sữa trâu? Ấn Độ và Tây Tạng uống sữa trâu. Sức sản xuất sữa của trâu rất là thấp, chỉ đủ cho con của nó bú thôi. Cho nên trong cái tài liệu này lại nói rằng không bao giờ bán sữa trâu trên thị trường. Trâu con được gọi là nghé. Và đặc tính nè, mới sinh ra khoảng mấy giờ thôi là con nghé có thể đứng thẳng rồi. Đó. Vài ngày sau thì con nghé này có thể mở mắt ra và đi theo trâu mẹ. Cho nên quý vị thấy mỗi loài nó có những cái đặc điểm khác nhau. Nghé con lớn rất nhanh. Khi mới sinh ra thì nghé không có sừng, nhưng một thời gian sau thì từ từ sừng của con nghé mới lú ra dần dần. Đó. Và tốc độ sinh trưởng của loài trâu tùy thuộc về giống và chế độ nuôi dưỡng, cũng như là điều kiện chăm sóc. Đó, chúng ta tìm hiểu, biết thêm một số điều như vậy. Và chúng tôi giới thiệu cái đặc điểm cuối cùng là cách ngủ của con trâu như thế nào. Cơ thể trâu rất lớn. Và 4 cái chân của con trâu thì sao? Cũng rất mạnh, rất khỏe. Điều đó giúp chúng có sức mạnh để giúp nông dân cấy cày. Chúng có tư thế ngủ rất lạ. Là khi ngủ thì 2 chân trước gập vào trong, để đầu ghé lên ngủ. Ghé ở đâu để ngủ? Ghé lên cái chân của nó để ngủ. Thì một tư thế rất lạ ha. Thì năm nay là năm con trâu, thành ra chúng ta cũng dành thời giờ để tìm hiểu về con vật mà sẽ cùng sinh hoạt với chúng ta suốt 365 ngày. Đã. Và với con trâu này nói chung là rất thân thiết với người tu hành, và nói riêng là nó rất gắn bó với người xuất gia. Qua việc con trâu sẽ được vẽ thành tranh, mà bức tranh này có nhiều loại, và đó là 10 bức tranh chăn trâu nổi tiếng ở Thiền Tông. Những loại khác cũng nổi tiếng nhưng không bằng cái 10 bức tranh chăn trâu. 10 bức tranh chăn trâu này nó tương ưng với quá trình hành đạo của người phát nguyện tu hành, mà nhất là phát nguyện tu đến giác ngộ, giải thoát. Còn nếu chúng ta là Phật tử, có tu theo tinh thần 10 bức tranh chăn trâu không? Có. Nhưng có khi chúng ta đến bức tranh thứ nhất, bức tranh thứ nhì, bức tranh thứ ba, mà có khi không đến bức tranh cuối cùng. Có 2 bộ tranh. Chúng tôi xin giới thiệu ở đây cái bộ tranh của Đại Thừa, với cái mục lục thứ nhất là đi tìm trâu. Trâu tượng trưng cho cái gì? Trâu tượng trưng cho tâm của mình. Và tâm của mình nói chung nó có mấy loại, thưa đại chúng? Xin giơ ngón tay lên.
để nắm bắt được cái bài này có hai loại. Có nhiều thứ nhưng căn bản là hai loại. Một cái gọi là chân tâm và một tâm gọi là vọng tâm. Chúng tôi mong rằng năm con trâu điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết mình đang sống với chân tâm hay vọng tâm. Phải nắm bắt điều đó là căn bản. Nếu không nắm bắt được điều đó thì dụng công rất vất vả. Vì nếu chúng ta vừa biết là vọng tâm thì chúng ta tiếp tục nữa không? Không. Nếu muốn tiến tu phải dừng ngay. Không có điều kiện. Nếu người nào tu mà muốn dừng vọng tâm, còn càm ràm, còn đòi hỏi người khác, thì người đó sẽ hoàn toàn thất bại. Tại mình còn chưa điều tâm mình đòi người khác phải chuyển tâm. Chuyện đó không còn. Cho nên chúng tôi nhắc lại để chúng, trong năm con trâu này là năm chúng ta sẽ tích cực tu hành. Qua bước thứ nhất là tìm trâu. Thứ hai, chúng ta sẽ thấy được dấu của con trâu. Thứ ba, chúng ta sẽ thấy được con trâu. Và nếu một người chân thật tha thiết tu hành sẽ tự hỏi thầm mình đang ở giai đoạn nào, thường ở giai đoạn nào. Chúng ta còn phải tìm trâu không? Nếu chúng ta cứ sống theo vọng tâm thì phải tìm trâu không? Phải tìm. Rồi chúng ta có thấy dấu con trâu mình chưa? Để chúng ta phải thấy được con trâu của mình. Rồi phải đến giai đoạn thứ tư là phải bắt được con trâu, phải làm chủ được con trâu của mình. Và chúng tôi muốn nói rằng điều này không dễ. Qua cái sinh hoạt đời thường, chúng ta rất dễ mất trâu. Nếu chúng ta cứ chạy theo cảnh, nếu chúng ta cứ đem bản ngã của mình ra lý luận thì chúng ta mất, mặc dù nó đang có đó. Chữ tìm trâu này luôn luôn chúng tôi cung kính để nghĩ về Hòa Thượng Sơn Thắng, Hòa Thượng Thích Đắc Pháp, trưởng tử của Hòa Thượng Sư Ông Thiền Sư Thích Thanh Từ. Thầy Sơn Thắng khi vào thăm Viên Chiếu, thầy không nói chuyện nhiều, nhưng vài câu ngắn gọn của thầy là một công án để chúng ta nỗ lực tiến tu cả đời. Chúng tôi nhớ có một lần thầy ngồi ở nhà khách Viên Chiếu, là một cái nhà vòm lợp tranh, nhà mát lợp tranh. Thầy hỏi một câu, và những cái ghế để ngồi chính là những tảng xi măng có lót gạch men, mà đó là những miếng di tích của Thiền Viện Chân Không khi dời từ Chân Không về Thường Chiếu. Hòa Thượng rất cao thượng. Hòa Thượng nói rằng mình không ở thì để người khác ở, mấy con nên để nguyên trọn vẹn. Mà giá trị nhất ở trên đó chính là những cái hồ nước. Vì quanh năm ở núi thì nước phải được giữ để dùng. Nhưng cái điều kiện đầu tiên là di dời, đền bù cái giá có thể về mua được vật tư, xây dựng được. Nhưng vì cái việc bồi hoàn lại kẹt cái thời gian của đổi tiền, cho nên đồng tiền 500 lúc ban đầu chỉ còn lại có một đồng thôi, thì cầm số tiền trên tay không làm được gì cả. Cho nên cuối cùng có cái việc phải dỡ tôn để về lợp lại chánh điện của Thiền Viện Thường Chiếu. Và chánh điện đó từ những vật tư của Thiền Viện Chân Không chỉ xây dựng trong 28 ngày thôi. Đơn sơ như vậy. Nhưng một cái tinh thần rất đặc biệt của nhà thiền là từ những con người tu chân chánh, phước đức sẽ tăng trưởng.
Ngày hôm nay hầu như các thiền viện đều được khởi sắc tươi đẹp, hoành tráng. Nó từ chánh báo của những người thiền sinh đã theo sự hướng dẫn của Hòa Thượng tu hành thanh tịnh. Cho nên chúng tôi cũng nói lên cái điều đó cho chúng ta mãi mãi. Những cái gì chung quanh chúng ta có được chính là từ cái công đức điều tâm của chính mình. Xin quay trở lại. Thầy hỏi một câu. Quý vị có chăn trâu không? Cái nói dạ tụi con phải luôn luôn chăn trâu. Thầy hỏi vậy thì có tìm trâu không? Nói dạ tụi con qua giai đoạn đó rồi. Thầy mới hỏi là trâu có mất không mà tìm? Trâu có mất không mà tại sao tìm? Phải khẳng định điều đó. Còn có tâm tìm toàn chẳng biết. Mình mà còn tìm chính là mình hoàn toàn không hề biết. Không hề biết cái gì? Con trâu mình vẫn sờ sờ. Và cái việc này nó rất trọng đại. Cuộc đời mình không tha thiết, không có làm rồi cái công việc cao thượng này đâu. Nếu mà vào đạo mình còn phải nô lệ cho bản ngã, còn tạo nghiệp theo bản ngã, thì không đủ thời gian. Và thưa đại chúng, không đủ thời gian. Những bậc chân tu đôi khi 4, 5, chục năm mới làm xong trọn vẹn. Còn mình mới bắt đầu quá muộn. Mà còn nô lệ cho bản ngã thì chưa bắt đầu con đường cao thượng giác ngộ giải thoát. Vậy sau khi phải bắt được trâu rồi mới chăn trâu, rồi chăn trâu rồi phải cởi trâu về nhà. Và khi cởi trâu về nhà tiếp tục dụng công để giai đoạn thứ 7 là quên trâu chỉ còn người. Và những cái chữ này chúng ta phải hiểu trong cuộc sống. Dụng công như thế nào là cởi trâu về nhà, dụng công như thế nào là quên trâu mà còn người, để giai đoạn thứ 8 là người trâu đều quên. Hình ảnh quen thuộc là vòng tròn viên giác, là người cũng quên mà trâu cũng quên. Đó là những giai đoạn tu tập. Và những giai đoạn tu tập này phải liên tục như thế. Chứ không phải khi thuận tiện thì mình có khi mình tưởng tượng chắc mình cũng tới bức tranh thứ 8 rồi. Hay bức tranh thứ 9 rồi đó. Rồi có khi mình cũng ở bức tranh thứ 10 luôn. Thõng tay vào chợ cho nên có khi mình vui, có khi mình buồn. Không phải đâu. Theo nghiệp chứ không phải thõng tay vào chợ gì đâu. Và mình phải hiểu. Và theo chúng tôi, quý vị nương theo lời dạy của Hòa Thượng, biết có chân tâm, sống với chân tâm, chính là đến bức tranh thứ 9. Nhưng nếu chúng ta đủ phước duyên hành trì được như thế, phải liên tục, không để tập khí nhiều đời chi phối. Còn không, có khi bước chân vào chưa có trọn vẹn là đã bị lôi theo cái dòng luân hồi sanh tử. Cho nên chúng tôi muốn nói rằng, được vào một pháp hội chuyên tu, có đường lối, có sự tu tập hướng dẫn rõ ràng, có sự nuôi dưỡng cho mình dụng công. Mà nếu chúng ta không nỗ lực, thì đó là cái nghiệp của chúng ta. Nghiệp phải đi vào luân hồi sanh tử. Để cuối cùng bức tranh thứ 10 chổng thõng tay vào chợ là một trạng thái vẫn còn tiếp tục tu cho đến ngày viên mãn thành Phật, nhưng đã phát nguyện độ sanh tâm Bồ Tát. Mình giác ngộ chưa trọn vẹn, đã khởi tâm giáo hóa chúng sanh. Cho nên nếu người nào chưa hề, chữ chưa trọn vẹn có nghĩa là có giác ngộ không? Có giác ngộ. Nhớ như vậy.
Và hôm nay trong ngày mùng 1 Tết, chúng tôi cùng với đại chúng tham khảo qua 3 bức tranh đầu tiên thôi. Nếu kịp thì vào 4 bức tranh đầu tiên. Và những bức tranh này có cái lời dịch của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ. Bức tranh thứ nhất, 10 bức tranh này là của Thiền Sư Khuất Am Sư Viễn. Khuất Am Sư Viễn. Những bức tranh này được chú thích rất rõ và rất hay trong thiền luận của Suzuki. Bản dịch thì của Trúc Thiên và của Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ, nhưng bài tụng thì được chính Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ dịch. Bài tụng nó liên quan tới sự dụng công, cho nên đây là một bổn phận của Thầy và một sở trường của Thầy để làm lợi ích cho tất cả chúng ta. Bức tranh thứ nhất, tìm trâu. Nao nao vạch cỏ, kiếm tìm trâu. Núi thẳm đường xa, nước lại sâu. Kiệt sức mệt nhoài, tìm chẳng thấy. Chỉ nghe réo rắt, giọng ve sầu. Nghĩa là sao? Thưa đại chúng, trong cái bức tranh tìm trâu này, chúng ta phải hiểu cái con trâu này kết hợp với luận giải của Thiền Sư Quảng Trí, luận giải về thi tụng 10 bức tranh văn trâu. Thì tác giả Thiền Sư Quảng Trí có nói rằng lúc ban đầu con trâu mà chưa chăn thì nó rất là ngang ngạnh, nó rất là ngu dốt, mà hay khoe khoang lắm. Cho nên đầu sừng nó dữ tợn, rất là hung hăng. Tại vì nó ngu dốt mà nó không biết, và nó cũng rất ngang ngạnh, khoe khoang. Vượt suối băng rừng mãi xa dần. Ai vượt suối băng rừng? Con trâu đó đó. Nó vượt suối, nó băng rừng, nó xa dần cái gì? Xa dần cội nguồn an lạc giải thoát. Của ai? Của chính nó. Càng dông ruổi theo trần cảnh, càng phân biệt và tạo nghiệp theo trần cảnh, chính là con trâu không chịu quay đầu. Một mảnh mây đen ngang cửa động. Mây đen là sao? Mây á, che cửa động, nó làm cho không còn thấy nữa. Cho nên ai hay bước bước phạm mạ non, không hề biết. Thưa đại chúng, cái mây đen ngang cửa động là chỉ cho vô minh che phủ cái tâm của chính mình, dù là chỉ là một gợn mây thôi. Nghĩa là sao? Trong sinh hoạt này, đôi khi mình chấp một lời nói, có khi mình chấp một hành động, mà có khi mình còn hay nữa đó, mình nói còn biết ở trong tâm ý sâu xa là cái gì, biết luôn. Nhưng mà biết vậy là khôn hay dại? Sao mình không biết mình, mà mình đòi mình biết người kia, để mình kết luận là trời ơi, ác độc lắm, trời ơi, ghê gớm lắm á nha. Và càng biết như vậy thì mây đen có che cái tâm mình không? Che tâm mình. Cho nên mình mới điên đảo, mình mới có những nghiệp chướng nặng nề. Và cuối cùng thì chúng ta đã móng tâm, động niệm và trái với cái phong cách của một con người sống với chân tâm, vì đang sống với vọng tâm, dính mắc cảnh. Thì thưa đại chúng, và điều đó thể hiện trong hàng ngày.
Có người sẽ nói thôi thôi con biết rồi, cho nên con sợ ở chúng lắm, ở chúng thế nào cũng có mây đen à, con về con ở một mình á, ở thất là con không có mây đen, phải vậy không? Không, mây đen từ trong tâm mình, mình đi đâu nó cũng đi theo hết. Mà nếu mà mình là một người tỉnh thức rồi thì dù ở giữa trận mạc chân tâm vẫn hiện tiền, dù trên đầu là vòng lửa chân tâm vẫn đang hiện tiền. Và nói như hôm nay, dầu Covid đang hoành hành phát triển, nhưng mình có chân tâm hiện tiền không? Đang có chân tâm hiện tiền khi chúng ta chưa bệnh. Và lỡ những vị nào bị lây nhiễm mà biết tu thì chân tâm có hiện tiền không? Có. Nó giúp cho người bệnh như thế nào? Bình tĩnh hơn, để điều tâm, không lo sợ, không đau khổ, và cũng là có trí tuệ để điều thân, dần dần phục hồi bằng những phương pháp được hướng dẫn bởi y khoa, chứ không phải là những người chán nản buông xuôi. Thì thưa đại chúng, vậy thì khi chúng ta thấy giờ này được giới thiệu về chân tâm Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có, mình có khẳng định mình có, nhưng mà mới văn tự, mình đã thấy nó đâu, và mình có sống được với nó đâu. Cả một công trình quan trọng cần thiết thì chúng ta cần phải tìm ra được con trâu của mình, rồi phải muốn tìm được thì phải thấy dấu được nó, thấy cái dấu chân của nó. Và khi thấy dấu chân của nó rồi thì sao? Mình phải thấy được con trâu, rồi cuối cùng mình phải được con trâu. Mà muốn được con trâu thì phải dùng hết cái thần công lực của mình để bắt được con trâu. Không phải dễ đâu. Con trâu này sở dĩ mà nó mạnh như vậy đó là vì sao? Ai nuôi nó? Chính mình nuôi nó. Nhiều đời nhiều kiếp mình nuôi bằng những chất vô minh chấp ngã của mình. Tâm hùng sức mạnh khó khăn ghi. Con trâu đó nó mạnh lắm, đầu sừng dữ tợn hung hăng nhiều đời nhiều kiếp. Có khi vừa hướng cao nguyên tiến mới hướng lên cũng dữ dội, rồi lại xuống khói mây mãi nằm mì. Và đến lúc mà nó kia bằng nổi cơn thì nằm mì ra đó. Nó bất động ra đó. Nhưng đó vẫn là một trạng thái hung hăng của con trâu. Để cuối cùng chúng ta phải tiếp tục điều phục trâu, bắt được con trâu bởi một cái tâm nguyện cao thượng của mình, là nắm chặt dây roi chẳng lìa thân. Mình phải có kỷ luật đối với nó. Thí dụ giờ này kỷ luật của chúng ta trong thiền viện là gì? Đầu tiên thầy từ bi lắm, trao hết cho mình, nhưng mà mình không quan trọng, cho nên mình chả biết mình phải làm gì. Bước thứ nhất, phải quy sáu căn về chân tâm. Vừa thấy một chuyện gì đó chớ có vội nói rằng khó chịu, nghe một cái gì đó chớ vội là bất mãn, mà mình phải quay về chân tâm của mình ngay phút đó, ngay giây phút đó. Chân tâm mình ở đâu? Mình phải tìm ra được cái con trâu của mình. Còn đời này không có, chạy theo liền. Và khi mà cản nói thôi con đừng có dính mắc làm gì, thì có khi mình còn bất mãn, mình nói là thiên vị không cho mình được thoải mái mà mạt sát cái người đó. Nhưng mà khi cản là thương ai? Thương ai? Thương mình đang tạo nghiệp nè. Thương mình đang không có tìm của báo của chính mình nè. Đánh mất của báo tiếp tục nè. Đó, cho nên phải có dây và roi, dây để cột mũi trâu giật lại, chính là giới luật, chính là bản nguyện của mình, không cho nó hung hăng chạy theo nghiệp. Và roi là quất vào người của con trâu, để chúng ta phải nghiêm trị
những khi mình buông lung. Còn đằng này mình thoải mái, mình thấy hình như mình lên tiếng như vậy đó mới là một con người đất nước văn minh, tự do. Nhưng mà tự do theo nghiệp, có gì là tự do? Bị trói buộc chứ. Dùng cái chữ đó nó chưa đúng nghĩa. À, ngại y chạy sổng vào bụi trần. Ngại cho con trâu á, nó chạy sổng vào bụi trần. Thì giống như hôm nay, những người sống với vọng tâm có dính vào sáu trần không? Có, chính là dính vào sáu trần. Nhưng mà nói như vậy rồi biểu rằng phải cách ly sáu trần, đúng không? Không, vẫn giao tiếp mà không dính mắc. Như như tự tại. Chứ đâu phải phải rời khỏi sáu trần. Có di dời đi đâu mà với tâm vô minh rồi nó cũng dính mắc. Nó hết dính mắc chuyện này đến dính mắc chuyện khác. Chăm chăm chăn giữ để cho nó thuần hòa. Đó, nếu mà mình chăn giữ thì con trâu mình mới thuần hòa. Và dây mũi buông rồi vẫn theo gần. Cái dây mũi chính là một cái sợi dây xỏ vào mũi, là cái nơi rất là nhạy cảm, da non rất đau. Cho nên mỗi lần dịch như vậy thì con trâu nó liền quy phục. Cho nên tại sao con trâu nó rất to, nhưng ở miền quê Việt Nam thì ai chăn trâu? Những chú mục đồng bé nhỏ. Mới đầu còn dùng quyền lực, dùng cái dây mũi gịch lại đau đớn cho con trâu nghe lời, dùng cái roi để đánh vào con trâu. Nhưng dần dần giữa người và trâu là một tình cảm tốt đẹp. Loài người cũng thể hiện thương yêu con trâu, đưa đến những đám cỏ non để con trâu có thức ăn ngon, rồi cũng cho trâu tắm vào những mùa hè nóng bức. Người và trâu trở thành một tình bạn tốt đẹp. Và con trâu đã thuần hòa, không cần phải nắm dây mũi đau đớn, không cần phải dùng roi để mà có một cái thái độ mạnh đối với con trâu. Thì giờ này tóm tắt lại, để có thể điều phục tâm mình một cách tốt đẹp, quý vị phải lắng nghe những lời dạy của chư tổ, chư Phật. Và sống trong thiền viện là chúng ta đều đặn thường xuyên hành trì theo những gì mà mình đã được chỉ dạy. Vì thiền tông là thiền giáo đồng hành. Học hiểu rồi, người khôn ngoan phải nắm ngay những điều căn bản mà dụng công. Và khi dụng công như vậy, một cách âm thầm và liên tục trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó giống như một người học trò nuôi chí học để thành tài. Thì dù mưa, dù bão, dù nghèo, dù giàu, thì chuyện học cho thành tài không bao giờ thối tâm. Chúng ta cũng phải như vậy, chứ không phải như một cái người mà buông lung, gặp gì là dính mắc đó. Người này không có chí nguyện. Chúng ta nên biết như vậy nha. Chí nguyện phải phát nguyện rất là kiên cố. Và điều thứ hai, phải nắm bắt được phương pháp dụng công theo đúng trình độ của mình, để dần dần khi dụng công đã thành tựu thì chúng ta sẽ thăng tiến trên đường đạo. Tu mà không tu, chứng mà vô chứng, đắc mà vô đắc. Muốn đến trạng thái đó phải nỗ lực. Và nó có một điều rất hay là chân tâm của mình vốn bất sanh bất diệt, chưa bao giờ mất. Chúc đại chúng phát nguyện để được cái điều đó. Và kết thúc buổi pháp thoại đầu năm, chúng tôi kể một câu chuyện, chắc phải hai chuyện quá. Chuyện thiền thì dành cho những vị thuần thục, và chuyện trong kinh A Hàm thì dành cho những vị còn mới.
Trong chuyện thuyền mà nhắc đến Trăn Trâu, mấy cô đệ nhớ tới ai? À, nhớ tới ai? Mà có một câu nổi tiếng là khi xuất gia, một hôm đến phiên sư làm việc trong nhà tù, có nghĩa là xuống làm việc ở dưới nhà bếp công tác. Tổ hỏi làm gì thì sư liền đáp Trăn Trâu, con Trăn Trâu. Tổ gạn lại Trăn thế nào? Sư đáp một phen vào lúa mạ liền nắm mũi kéo lại. Mấy huynh đệ thấy mình có làm cái này không? Hay là xuống bếp là khỏi Trăn Trâu, thoải mái thôi. Sẵn tâm sự kể chuyện 5 năm trước, 10 năm trước. Rồi kể hết chuyện mình, bắt đầu mới kể chuyện má mình, chuyện ông nội mình. Rồi bên cạnh hỏi, rồi bạn có chuyện hàng xóm nào kể ra luôn cho rút kinh nghiệm. Rút miết thôi thì nó rút về đâu? Rút về con đường luân hồi sanh tử, chứ không có kinh nghiệm gì hết. Một phen vào lúa mạ. Ai vào lúa mạ? Con trâu vào lúa mạ. Hay nói đúng hơn là ai vào lúa mạ? Chính mình dính mắt. Lúa mạ chính là sáu trần. Mình dính mắt. Có khi nào tôi thấy đâu, tôi cũng ráng canh thử coi quý vị có Trăn Trâu không. Tôi thấy hình như thả một cách thoải mái. Mỗi ngày câu chuyện càng hấp dẫn hơn, đông người tham dự hơn, thì mình biết sự buông lung đang được tăng trưởng. Không bao giờ giữa chừng mà nói thôi dừng lại Trăn Trâu. Không có nghe, chưa nghe. Tôi mong rằng năm nay, năm Tân Sửu Trăn Trâu, quý vị sẽ tay nghề cao hơn, chí nguyện mạnh hơn, kiên cố hơn để làm được. Một phen con trâu nó vào lúa mạ, liền nắm mũi của nó kéo lại. Mà khi nắm mũi thì có tác dụng không? Có tác dụng. Chứ nếu mình nắm chỗ khác không có tác dụng bằng ngay cái dây mũi, là một chỗ nhạy cảm. Và nghe như vậy tổ liền khen con thực biết Trăn Trâu. Câu chuyện này của ai? Thiền sư Thạch Củng vốn là một thợ săn. Học pháp thời gian bao lâu để phát tâm xuất gia? Chưa từng học pháp, chỉ một lần gặp tổ liền xuất gia và đã ngộ đạo. Nghe điều đó mình phải tự xét. Nhiều khi mình vào đạo hình như cũng lâu, nhưng mà vào đạo nói cho nó hay, chứ thật ra mình là gì? Đi chùa thôi. Còn mình có thấy đạo gì đâu mà vào đạo. Đó. Cho nên dù có tu đạo cũng gặp rất nhiều chướng duyên, chứ không dễ gặp tổ một lần đã giác ngộ, đã xong việc. Còn chuyện xuất gia là để thuần thục hơn, kiên cố hơn, viên mãn hơn thôi. Chứ ngay lần đầu nói chuyện là đã xong, đã giác ngộ, đã đốn ngộ. Thiền sư Huệ Tạng Thạch Củng xưa vốn làm nghề thợ săn, nên có thích sa môn không? Ghét. Tại sao? Cứ nhắc cái vụ giữ giới không sát sanh hoài, mà mình làm nghề sát sanh thì đã mình đâu có thích. À, ghét sa môn. Nhân đuổi theo con nai chạy trước am của mã tổ, thì tổ bèn đón lại. Sư hỏi mã tổ, cái người thợ săn đó liền hỏi mã tổ, thấy con nai chạy qua chăng? Thì tổ mới hỏi, ông là ai? Đáp, thợ săn. Ông bắn giỏi không?
bắn giỏi. Trả lời một cách cọc cằn như thế để làm gì? Để cho mau mau rượt theo con này. Nhưng mà tổ đâu có chịu dừng ở đó. Tổ hỏi tiếp, bắn giỏi không? Khi đáp bắn giỏi thì tổ hỏi, một mũi tên bắn được mấy con? Thợ săn trả lời, một mũi tên bắn được một con. Quý vị biết một mũi tên mà bắn một con là giỏi không? Rất giỏi, gọi là bách phát, bách trúng. Bá phát, bá trúng, tức là 100 mũi tên sẽ trúng 100 cái con thú vật. Tổ bình, ông bắn chưa giỏi. Nghe tới đây tức không? Tức, quên mất mục tiêu ban đầu. Cho nên liền hỏi lại, hòa thượng bắn giỏi không? Mà hòa thượng thì có bắn không? À, nếu mà nhìn về vấn đề thợ săn chuyên sát hại thú vật thì dĩ nhiên hòa thượng không có săn, không phải thợ săn cho nên không có bắn. Nhưng ở đây hòa thượng bắn cái gì mà đáp bắn giỏi? Chúng ta biết bắn cái gì? Chăn con trâu của mình nắm được một cách nhanh nhẹ, nhanh nhẹn, chưa từng sót. Cho nên vào đạo khoe cái đó đó, khoe cái khả năng đó đó, còn khoe chuyện đời gì đó mà không biết. Nhưng mà trong cái chuyện dụng công thấy sao nó trớt quớt, thấy tội nghiệp. Mấy cô đề hiểu không? Ừ. Khi hỏi hòa thượng bắn giỏi không? Hòa thượng đáp bắn giỏi. Người thợ săn này có bực không? Bực quá, hỏi tiếp, một mũi tên bắn được mấy con? Ở đây là hầm hầm gì? Một mũi tên bắn một con là ngoài đời người ta khen bách phát bách trúng, mà chê chưa giỏi. Vậy hòa thượng một mũi tên bắn mấy con? Hòa thượng đáp, một mũi tên bắn được một bầy. Thưa đại chúng, lần đầu tiên chúng tôi đọc câu chuyện này là chúng tôi ghi nhớ chuyện đó để mình thứ nhất tìm hiểu và thứ hai để thực hành. Chúng ta nhìn vào tâm mình để nhìn ra cái chuyện đó. Cái gì mà gọi là một mũi tên? Cái gì làm sao một mũi tên mà bắn một bầy? Bầy gì mà một mũi tên là cái gì? Mình phải ưu tư, chứ không phải lang thang cứ coi người kia tốt không, người kia nói mình chịu không, cảnh này nó thuận lợi cho mình tu không, mà khi lựa nhiêu đó thì có tu được không? Mình đâu có tu được đâu. Cảnh duyên không có tốt xấu, mà tốt xấu chỉ do cái tâm của mình không có sáng. À, không có sáng, vô minh, cho nên mới có tốt xấu. Thì người thợ săn này khi nghe hòa thượng trả lời một mũi tên bắn được một bầy thì liền lên giọng đạo đức nói rằng, kia có mạng sống, không nên bắn cả bầy. Thì đây là lời đạo đức thiệt hay giả? Giả thôi. Chứ nếu mà đạo đức thiệt không nên, kia có mạng sống không nên bắn á, thì đã không làm thợ săn. Mà làm thợ săn thì mình biết đây chỉ là lý luận, chứ không có phải là đạo đức chân thật. Tổ liền ngay đây gạn lại, đã biết như thế sao không tự bắn? Tới đây người thợ săn nói về bắn ai? Bắn thú bên ngoài. Nhưng hòa thượng nói bắn là bắn cái gì? Tự bắn. Mấy người đề hiểu không? Cho nên chúng tôi cũng chia sẻ với đại chúng, khi nghe pháp mình biết chỗ nào mình chưa hiểu sâu, ghi cái điều đó lại, không cần ghi dài, ghi chữ tự bắn. Một mũi tên bắn được một bầy, ghi nhiêu đó thôi. Đi tới đi lui có khi cũng không cần suy nghĩ nữa. Nhưng mà nhờ đọc tới đọc lui, đạo lực mình nó được nuôi dưỡng và tăng trưởng, lúc nào mình không biết. Đó là một điều vi diệu của cái tâm của mình. Cũng như chúng tôi nghe nè, kết hợp
khoa học hôm nay đã dẫn chứng những người mẹ mới sinh con muốn con mình sau này có những cái đặc tính tốt đẹp thì có nuôi dưỡng từ trong bào thai không? Có. Nếu không phải là khoa học, mình sẽ nghĩ là vu vơ. Nhưng hôm nay, cái người mẹ khi có đứa con bé nhỏ trong bụng á, đã nuôi dưỡng từ khi còn ở trong bào thai. Có thể nghe nhạc, có thể nghe những lời đạo đức nào đó. Đều đặn như vậy để nuôi dưỡng tâm hồn đứa con của mình. Thí dụ ở đây mình có Uyên á, có hai người con rồi. Khi có đứa con thứ ba thì một cái suy nghĩ là giữ đứa con mình lại hay là hai đứa con là đủ. Mình hiểu ngầm chuyện đó nha. Nhưng mà khi thời gian đó là thời gian hữu duyên về chùa nghe pháp mỗi tuần, cho nên Uyên, một người mẹ trẻ, đã giữ đứa con thứ ba. Và khi giữ đứa con thứ ba, thật ra cũng có một cái ảnh hưởng về sức khỏe của người mẹ nữa. Cho nên cũng rất là hy sinh và rất là cẩn thận để giữ được sức khỏe của cả mẹ và con. Khi ra đời, thằng bé khác hẳn anh và chị của nó, rất là lăng xăng, hiếu động. Thằng bé rất là trầm tĩnh. Lời nói, cử chỉ, trầm tĩnh. Có từ đâu thưa đại chúng? Chính là thời gian trong bào thai đã về thiền viện để thường điều tâm. Mặc dù chưa có hoàn toàn giỏi, nhưng cũng đã ảnh hưởng đến cháu bé. Cho nên chúng tôi muốn nói rằng quý vị cũng chưa bao giờ gọi là trễ, là muộn cả. Hãy bắt đầu một cách tha thiết nhất. Khi mà tổ trả lời một mũi tên bắn được một bầy, thì người thợ săn liền đặt một vấn đề là mạng sống của thú vật không nên bắn cả bầy. Muốn nhắc là tổ phải là người từ bi, thì tổ liền ngay đó giáo hóa cho người thợ săn mình. Giáo hóa người thợ săn này bằng một câu: nếu biết như thế sao không tự bắn? Cái bắn này nó không phải là vấn đề bắn là săn bắn loài vật, mà săn bắn cái tâm niệm theo trần tạo nghiệp của chính mình. Thì người thợ săn liền trả lời: nếu dạy con tự bắn chính là không chỗ hạ thủ. Câu này là một câu rất giá trị. Tôi cho rằng một người vào xuất gia vào đạo không dễ hiểu được cái này. Nếu dạy con tự bắn chính là không chỗ hạ thủ. Đẳng cấp này cỡ tương đương với cư sĩ Huệ Năng trước lúc được truyền tâm ấn. Không chỗ hạ thủ. Khi làm bài kệ, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi trần, thì tổ đã khen cái gã này nhiều kiếp vô minh phiền não, nay đã liền dứt. Cho nên mùa xuân năm Tân Sửu hôm nay, nếu người nào chưa đến trình độ này, quý vị hãy ôm ấp câu không có chỗ hạ thủ. Thì liệu có chỗ để mình chê khen không? Liệu có chỗ nào để mình dính mắc, để phiền não khổ đau không? Đó là những cái mà từ trí tuệ chúng ta sẽ được an lạc. Một câu tiếng Anh: open mind, open heart. Nếu mở mang được trí tuệ được khai mở, thì trái tim mình cũng được khai mở. Mà trái tim từ bi này thương ai trước? Thương chính mình trước. Còn trí tuệ không khai mở thì hại ai trước? Hại chính mình trước. Đừng nói sẽ giúp ai, gạt người thôi.
Đó, thì thưa đại chúng, và khi mà tổ bảo sao chẳng tự bắn, người thợ săn đáp nếu dạy con tự bắn chính là không chỗ hạ thủ. Đó là một sự trình kiến giải tuyệt vời của một hành giả mà hiện đời đang thị hiện trong tướng của thợ săn. Tổ khen gã này nhiều kiếp vô minh phiền não nay đã dứt. Khen như vậy, và sư bèn ném cung tên xin tổ được xuất gia. Và khi làm việc ở nhà bếp, thì khi tổ hỏi đang làm gì, đáp con đang chăn trâu. Vậy nếu mình làm việc ở ngoài vườn, hỏi đang làm gì, mình có chăn trâu được không? Hay là phải xin vào nhà bếp mới chăn trâu? Ở đây chúng tôi thấy nó lạ lắm, khi mình không có trình độ thì mình lại dính mắc nhiều thứ mà mình không nắm được cái tinh túy của lời chỉ dạy. Dù có đang làm bếp cũng đang chăn trâu, đang làm vườn chăn trâu. Nếu đi làm việc có chăn trâu không? Vẫn chăn trâu ngay cái nơi mà mình đang sinh hoạt. Lúc nào cũng coi mình có dính mắc sáu trần không, mình có phân biệt rồi tạo nghiệp theo cái bản ngã của mình không. Đó. Và tổ gạn lại một lần nữa sau khi đã xuất gia. Phần đầu nói là trước khi xuất gia, bây giờ sau khi xuất gia, coi còn có chánh kiến tu đúng để thành tựu tốt đẹp không, hay là nó bị lệch. Khi đáp làm gì, đáp rằng chăn trâu, tổ hỏi chăn thế nào, thì liền đáp rằng một phen vào lúa mạ, liền nắm mũi kéo lại. Đó, chăn trâu là như vậy đó ha. À, và tổ đã khen con thực biết chăn trâu, con biết cách chăn trâu rồi đó, đúng rồi đó, cứ thế mà làm. Và nói đúng rồi, cái giờ hết chăn nữa phải không? Không, tiếp tục chăn cho đến khi nào thành Phật. Đó, con đường tu hành của mình là như vậy. Vậy tóm lại với câu chuyện của thiền sư Huệ Tạng Thạch Củng. Huệ Tạng là pháp danh mà tổ đặt cho, mã tổ đặt cho. Trong đây có hai điểm chúng ta phải lưu ý. Thế nào là một mũi tên bắn được một bầy? Đó là điểm thứ nhất. Tức là thẳng vào tự tâm bắn một mũi, thì cả bầy vô minh phiền não theo đó nó sẽ tự tiêu sạch. Những chữ này là chữ của một hành giả, cho nên từng câu, từng chữ đều có giá trị. Mình phải nhắm thẳng vào tự tâm của mình, rồi bắn một mũi tên. Mũi tên này là mũi tên gì? Đó, ở đây không nói rõ, nhưng mà mình biết mũi tên gì, hay là nói cho con xin đi mua mũi tên nữa. Đó, mũi tên gì? À, trí tuệ, tỉnh thức của mình. Đó. Và mình bắn là lúc nào mới bắn? Lúc đang dính mắc, lúc đang phân biệt, lúc đang phiền não, lúc đang sân si. Bất cứ lúc nào cũng là dẹp tan, gọi là bắn. À, mình chờ tới sân si mình mới dẹp phải không? Hay sân si cũng còn chưa dẹp? Đó, tội nghiệp như vậy đó. Cho nên quý vị để ý nè, người mà giỏi là mới dính mắc là người ta đã giải quyết xong rồi, nhẹ nhàng dính mắc là không dính mắc nữa. Nhưng mà mình tiếp tục phân biệt thì lúc đó đang nói tôi biết rồi, tôi biết chị hay rồi, tới đây là biết giai đoạn số 2 rồi chưa, bệnh tới thời kỳ số 2 không rồi. Vậy mà dặn nói đừng phân biệt nữa con, lo tu đi. Thầy binh không à, thầy thương, biết rồi, là bắt đầu muốn thanh toán thầy nữa đó. Thầy yếu bóng vía, thầy cũng bị giật đó. À, rồi bước thứ ba là sao? Phân biệt rồi có thái độ. Có thái độ.
Hiền là phiền não thôi, rầu rầu vậy thôi. À, còn nếu mà hung dữ hơn thì sao? Sân si, có thái độ dữ dội. À, thì thưa đại chúng, tóm lại, chúng ta sẽ bắn một mũi vào chính tự tâm của mình. Mũi tên đó chính là mũi tên trí tuệ. Trong bài văn phát nguyện đó là chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời. Kiếm trí tuệ, mũi tên trí tuệ. Và khi mà làm được điều này thì phiền não liền tiêu sạch. Có người nào sẽ tâm sự nó còn thấy nó còn nữa. Nó đâu có tiêu sạch đâu. Thưa đại chúng, tại sao nó không sạch? Tại vì mình lại tiếp tục cho nó sanh lại. Mới có đề hiểu chỗ này không? Chứ nếu mình chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời, mà đó chính là chỉ một chân như tam mũi ấn. Mình có một cái chân như tam mũi, có nghĩa là chánh định của chân như, thì làm gì có cái gì sanh khởi được. Nhưng mà mình đâu có dùng cái đó đâu. Mình lại bắt đầu là dính mắt, lại sanh phân biệt tiếp tục. Đó, cho nên không phải là mũi tên trí tuệ không linh nha đại chúng, mà chính mình không phải dùng cái trí tuệ này liên tục. Chúng ta lại dùng vô minh, chấp ngã, phân biệt. Nếu đạt được như thế, ác bẻ gãy cung tên, ném quách để làm người vô sự. Khi mà vô minh phiền não sạch rồi thì có cần điều tâm nữa không? Không, cứ thế mà an nhiên tự tại. Bẻ gãy cung tên, không cần dụng công, làm người vô sự. Còn chỗ nào để nói bàn? Và đối với điều thứ hai là chăn trâu, thì Ngài Thạch Củng tuy đã ngộ được như vậy, mà sức tu của Ngài đã được như vậy chưa? Chưa, mới thấy thôi chứ chưa làm xong. Còn phải một phen bảo dưỡng, có nghĩa là nuôi dưỡng, giữ gìn. Và nuôi dưỡng, giữ gìn bằng cách nào? Mình vô một cái chỗ trống không làm cái gì, order thức ăn luôn, để cho mình bảo dưỡng, giữ gìn, phải không? Không có đâu. Sống bình thường và luôn luôn kiểm soát tâm mình. Sống bình thường, gánh vác Phật sự bình thường. Và trong từng giây từng phút luôn luôn theo dõi coi con trâu mình nó có chạy đi đâu mất không, nó có khởi sân si phiền não không. Đó, bảo dưỡng là như vậy đó, mới được tùy niệm tự tại. Đó, kết quả cuối cùng là mình tự tại, an vui, giải thoát trong mọi hoàn cảnh. Đó là chăn trâu. Tóm lại, phải luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Dây mũi nắm trong tay. Dây mũi của chúng ta là gì? Chúng ta một lời phát nguyện chân thật, chứ không phải giả dối. Phát nguyện xuất gia là phải xuất trần, phải chấm dứt phiền não, mới là người chân thật tu hành, mới là người thương mình. Và riêng với hàng Phật tử thì ít nhất khi phát tâm tu chính là mình mong muốn mình phải ra khỏi nhà phiền não, hay cứ ở trong nhà đó cho nó vui với người ta. Và chúng ta khi phát nguyện sẽ thực hành một cách chân thật. Đó, và đó là dây mũi không bao giờ chúng ta quên. Mắt sẽ lanh như sao xẹt để làm gì? Ngó ai? Lạnh như sao xẹt, không phải ngó người ta đâu nha. Nhất là có những cái đối tượng mình dấm vào đâu nha. Mà mắt lạnh như sao xẹt, để trâu vừa liếc mắt nhìn qua bên nào đó thì dây roi liền giật lại liền. Dính mắt là dính ai biết trước? Mình biết trước chứ. Nhưng mà mắt mình thì chỉ dòm bên ngoài thôi.
dòm này dòm kia thôi, mà mình quên dòm để chăn cái tâm của mình mới là việc chính, là bổn phận sự, phận sự gốc. Mặc dù anh không chăm chăm nhìn vào trâu, song mỗi cái nhìn, mỗi bước đi của trâu đều có qua được mắt mình không? Không. Giai đoạn đầu mình còn nhìn con trâu như một đối tượng bên ngoài. Nhưng mà khi tu giỏi rồi, con trâu chính là ai? Chính là mình. Từng bước đi của mình có chánh niệm không? Mình biết không? Biết liền. Nhìn từng ý nghĩ của mình, đối cảnh vô tâm hay hữu niệm, biết không? Biết liền. Đó thưa đại chúng, chính là một đồng giỏi. À, thành ra xin kết thúc bài học ở đây, buổi pháp thoại đầu năm ở đây. Chúc đại chúng sẽ có những thành tựu tốt đẹp. Còn chuyện chăn trâu nhọc nhằn hay không nhọc nhằn, nó tùy thuộc nơi cái con trâu của mình nó còn dữ dội, vô minh như thế nào. Và thật ra những điều đó không quan trọng. Nếu chúng ta có được trí tuệ để nhìn, thấy được xưa nay không một Phật, các pháp đều huyển hóa, thì với cái mũi tên đó, việc chăn trâu nó sẽ nhàn hạ hơn. Còn mình thấy các pháp là thật, cái người tạo nghiệp với mình, ân oán với mình là thật, cái gì cũng thật hết á, là mình tu cũng hơi bơ phờ đó, bơ phờ thật đó nha, chứ không phải đùa đâu. Nhưng nếu có được trí tuệ biết chân lý vô thường, các pháp thay đổi rồi, người đó cũng thay đổi rồi. Và một chân lý tuyệt vời nữa là các pháp duyên hợp thôi, và tánh không, không thật. Thì khi đó phiền não, vô minh đều tiêu trừ, dứt sạch. Xin kết thúc buổi học ở đây. Mời tất cả cùng đề hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cầm tân cả và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Không lìa sự khổ đau, ung dung ngay chính trong phiền não. Cực lạc đâu nào tách thế gian, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cảnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy
trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang găng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. Trong phiền não cực lạc đâu nào tách thế gian. Khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, giữ tâm thanh tịnh trong mọi cảnh. Tâm tịnh làm sao cạnh chẳng an, an nguy cũng đều do tâm cả. Đừng đổ thừa hay trách cứ ai, hãy trách tâm mình chưa tỉnh thức. Ngày đêm mãi giang găng công tu, khổ đau ấy chính là an lạc. An lạc không lìa sự khổ đau, khi tâm vô nhiễm đời thanh thoát. An lạc là đây ở điểm này. An lạc là đây ở điểm này.